và đã xảy ra thì những trường hợp đuối nước thương tâm trong những ngày mưa lũ vừa qua ở các tỉnh Nam Trung Bộ, và nạn nhân là những em nhỏ, và tai nạn xảy ra là do bất cẩn khi mà qua những mương nước trong ngày mưa lũ. Vâng, và thực tế là các mương nước nhỏ thì là khá phổ biến ở các vùng Nam Trung Bộ và thường được ít được chú ý trong phương án ứng phó với thiên tai. Vì vậy mà sau những vụ đuối nước xảy ra, có thể thấy những mưa nước tuy nhỏ thế nhưng ẩn họa thì không hề nhỏ một chút nào cả. Người mẹ Như chết lặng, đứa con trai đang học lớp 5 giờ chỉ còn trong nỗi nhớ đầy đau xót. Ở vùng quê xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ những ngày qua không phức tạp, vậy mà đã cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ. Em đã bị đuối nước tại một vị trí mà không ai có thể ngờ là rất nguy hiểm. Chưa qua con đường đó lần nào cho mình cũng không biết con đường đó như thế nào nữa, đâu có biết đâu. Mà cũng không nghĩ là con mình nó vô đây nó chơi. Có những cái kè đuối nước thì chúng tôi cũng không thể ngờ tới. Đó là qua những cái cầu tràn, rồi qua những cái con lạch nhỏ, ngày mưa thì nước nó dâng lên bất thường, rồi các em người lớn đi ngang qua bị sập chân hoặc là có thể một cái rủi ro nào khác. Những mương nước, hố nước nằm rải rác ở các khu dân cư thì khó có thể tổ chức lực lượng canh giữ. Như ở xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, 8 thôn với hơn 12.000 dân lại phân bố ở địa bàn rộng với nhiều cánh đồng, gắn liền với các cánh đồng là những mương nước. Những cái tuyến đường trải dài mang tính nội đồng, từ thôn này kéo dài qua thôn kia, thì bắt trên những con đường đó thì có những cái cầu nó nhỏ. Khi mưa xuống, lượng nước tràn trên cái cánh đồng nó lớn, nó sẽ tỏ ra các con mương, mà những cái con mương nhỏ đó là những nơi mà chúng tôi không nghĩ là những mối nguy hại. Sau những vụ đuối nước xảy ra tại những vị trí mà ít ai ngờ, chính quyền các địa phương tiếp tục cảnh báo đến các gia đình và nhà trường, cũng như tăng cường các biện pháp phòng ngừa đuối nước. Điều mấu chốt vẫn là sự cẩn trọng khi đi lại trong mùa mưa, ngay cả những đoạn đường tưởng như không có gì nguy hiểm.